Dạ, con đang lượm ve chai. Ai không biết mày lượm ve chai? Mà ai cho mày lại đây? Mày hỏi ý kiến tao chưa? Nhưng mà con vô bãi rác mà. Thì bãi rác, nhưng mà bãi rác này là bãi rác của tao. Ủa, con đâu có biết bãi rác này của ai đâu. Nhưng mà đó giờ nó vẫn là bãi rác của chung mà. Đưa đây cho tao. Của con mà. Biến đi. Nhưng mà cái này là con nhặt mà. Nhưng mà giờ nó là của tao rồi. Nhưng mà cái này con phải lượm để lấy tiền mua thuốc cho em con mà. Cái đó là chuyện của mày. Tao không biết, mày đi chỗ khác. Đi. Mày đi nhanh không tui quýnh đó. Nhanh. Nhanh đi mày. Chú ơi chú. Chú có cần người phụ không chú? Không, chú không có cần người phụ con. Thì chú ơi chú cho con rửa xài hay gọt xài cho chú cũng được. Tao có cần phải rửa phải gọt con. Không cần người phụ đâu. Chú có còn ai mà kêu khách vô mua không chú? Không, mình chú bán được rồi con. Tự chú bán được rồi, khỏi cần con. Ê, ba mày. Bỏ lại. Mẹ đâu lại sáng bán được bực bội rồi. Bỏ lại. Đi giùm đi cho tôi bán. Mẹ lên. Mẹ vô uống phê xin đây yên tâm đi. Không chạy chỗ đâu. Con ở đây phụ chú giữ xe được không chú? Tướng mày dắt xe không nổi phụ gì mày? Không, con làm được mà. Con phụ xe, con lau xe cho. Để giữ xe chứ không lau xe mày. Đâu mày? Chú năn nỉ chú á. Chú cho con giữ xe, cho con xin ít tiền đi chú. Có mày, đi mày. Nhưng mà chú. Có mày, chú từ ra vô đi. Ít nâu giờ phê phái lừa đảo xin tiền rồi. Ghê. Mày làm gì đó? Dạ, con đang lượm ve chai. Ai không biết mày lượm ve chai? Mà ai cho mày lại đây? Mày hỏi ý kiến tao chưa? Nhưng mà con vô bãi rác mà. Thì bãi rác, nhưng mà bãi rác này là bãi rác của tao. Ủa, con đâu có biết bãi rác này của ai đâu. Nhưng mà đó giờ nó vẫn là bãi rác của chung mà. Đưa đây cho tao. Của con mà. Biến đi. Nhưng mà cái này là con nhặt mà. Nhưng mà giờ nó là của tao rồi. Nhưng mà cái này con phải lượm để lấy tiền mua thuốc cho em con mà. Cái đó là chuyện của mày. Tao không biết, mày đi chỗ khác. Đi. Mày đi nhanh không tui quýnh đó. Nhanh. Nhanh đi mày. Mới bị lớn mà đã chiếm địa bàn à. Chú mua sao đi chú? Dạ. 10.000 chú. Dạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn chú nha. Dạ, mua sao đi con? Dạ. 10.000 con. Dạ, cảm ơn.
À dạ. À, dạ đây cô, cảm ơn cô nha. Dạ. Bà ơi bà, bà cho con học số này được không bà? Học số đi cô. Dạ. Yêu như hầm 10.000. Xôi tao để bán chứ mà đâu cho mày. Nhưng mà hết rồi. Dạ. Vậy ngày mai bà ra bán á, bà cho con ra phụ được không bà? Bà bán xôi này á, đâu có lời lớn bao nhiêu đâu con. Một mình bà bán được rồi, đâu có cần người phụ con. Bữa nay bà hết rồi, mai con ra đi, bà cho con gói xôi. Dạ, cảm ơn bà. Rồi con.